Hải Hội Thánh Hiền Lục. Kết tập Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền. Tập 2 Chương 7 Mẫu thân vãng sanh. Năm 1956, mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền 86 tuổi. Sau khi bà sống 27 năm trên núi, một ngày bỗng nhiên đề cập muốn trở về quê nhà cư trú. Bà nói với Hòa Thượng Hải Hiền: "Thầy có thể để già chết trên đỉnh núi này à?" Nghe mẹ nói như vậy, Hòa Thượng Hải Hiền đành phải theo ý muốn của bà, đưa mẹ cùng xuống núi, về đến quê nhà ở thôn Thảo Từ, huyện Đường Hà. Nhà đã không còn nữa. Về đến trong thôn, Hòa Thượng Hải Hiền bố trí ổn thỏa cho mẹ sống nhà một cụ hàng xóm trước, tự mình thì đi tìm thôn trưởng giúp đỡ. Được sự đồng ý của thôn chi bộ, Hòa Thượng Hải Hiền thu dọn lại nhà tranh ba gian trong vườn rau đội sản xuất, dọn vào cùng với mẹ. Một năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, mấy vị cư sĩ của Nam Dương đã làm một chuyến thăm hỏi lão hòa thượng. Lão hòa thượng bình tĩnh tường thuật câu chuyện vãng sanh này cho mọi người. Trong vườn rau có ba gian nhà, chúng tôi làm gì có nhà? Là của đội sản xuất, tôi dọn qua, dọn xong ba gian, tôi sống ở đó, phải trồng rau đấy. Các cư sĩ chưa nghe hiểu, rất ngạc nhiên hỏi: "Cụ bà vẫn có thể trồng rau sao?" Lão hòa thượng trả lời to tiếng hơn một chút: "Việc đó chúng tôi vẫn làm tốt mà, có thể làm đó, chúng tôi trồng rau." Mẹ của ngài ăn chay từ nhỏ, cho nên lúc hai người xuống núi, Hòa Thượng Hải Hiền vẫn xách theo cái nồi riêng. Ngài nói: "Chúng tôi có thể ăn cơm của người ta à, không được ngã mặn phá giới." Lão Hòa Thượng nhớ rất rõ ràng, ngài và mẹ là ngày 20 tháng 8 âm lịch từ trên núi xuống, qua năm cũng chính là ngày mùng 5 tháng 7 năm 1957, mẹ vãng sanh rồi. Một ngày trước khi bà vãng sanh, tự mình gói sủi cảo ăn và bảo Hòa Thượng Hải Hiền báo tin cho chị gái và em gái họ, bảo họ ngày hôm sau nhất định trở về. Bà còn giáo phó Hòa Thượng Hải Hiền giúp bà dời giường ra ngoài phòng. Bà muốn ngủ ở ngoài, bà nói với lão hòa thượng: "Thầy à, già ra bên ngoài ngủ nhé." Lão hòa thượng hỏi: "Mẹ ngủ bên ngoài làm chi? Bên ngoài nhiều muỗi." Bà nghiêng mặt nói rằng: "Thầy có thể ngày mai để già chết trong phòng này không?" Lão hòa thượng nhanh chóng đồng ý: "Được, được." Ngày đêm giường đệm khiêng ra phòng, đặt ở ngay cửa lớn. Ngày hôm sau, chị của lão hòa thượng Hải Hiền và em gái họ đều đến. Bà còn nấu cơm cho mọi người. Bà chỉ đường trắng và đồ hộp mà hai chị em họ mang đến, nói: "Đã đem về rồi, có thể không cho già ăn sao?" Bà ăn hết đồ hộp, ngay cả nước súp trong đồ hộp cũng uống hết. Sau đó báo cho mọi người biết, nói: "Già uống hết nước rồi, buổi trưa hôm nay thì không ăn cơm nữa." Sau cơm trưa, bà vào nhà vệ sinh đã tiểu tiện. Sau khi trở lại, lại nằm một chút. Sau đó bà nói với lão hòa thượng Hải Hiền: "Thầy à, già thức dậy ngồi một chút được không?" Hòa thượng Hải Hiền nói: "Cũng không bằng mẹ nằm ở đó đấy." "Đúng ha, nằm ở đó một chút đúng ha." Nói xong bèn lại nằm xuống. Bà quay mặt qua, nằm nghiêng người. Bà bèn an tường mà nằm đó. Sau đó thở một hơi dài, vãng sanh rồi. Lão hòa thượng nói đến đây, khoa tay trái lên trên một cái, không có bị hành hạ gì. Mẹ của lão hòa thượng Hải Hiền, một vị cư sĩ tại gia, giống như lão hòa thượng, không có đi học, không biết chữ, chỉ là một câu A-di-đà Phật niệm cả một đời. Bà 87 tuổi vãng sanh, biết trước ngày giờ, không có đau bệnh, tự hành hóa tha. Sau nhiều năm, bà rời khỏi quê nhà, đột nhiên đề xuất muốn về quê.
Trên thực tế là muốn về quê vãng sanh. Ở quê còn có con gái và cháu gái. Bà đi về là để cho con gái, cháu gái xem, để họ xem một câu A-di-đà Phật có thể giúp người ta ra đi thanh thản, tự tại đến như vậy. Cho nên trước khi bà vãng sanh, chiêu tập con gái, cháu gái cùng đến, cả nhà đoàn tụ rất là vui vẻ. Con gái của bà cũng chính là chị gái của lão hòa thượng Hải Hiền, tận mắt thấy mẹ mình vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên không lâu sau khi mẹ vãng sanh, liền mang con trai cùng lên núi Đồng Bách xuất gia rồi. Người niệm Phật sống biết từ đâu đến, chết biết đi về đâu, hạnh phúc lắm, không có lo âu chút nào, không có chút sợ hãi nào. Nhiệm vụ hóa độ chúng sanh ở thế giới này đã xong một giai đoạn, tự mình công đức viên mãn, biết trước ngày giờ, không cần người khác trợ niệm, nói đi liền đi ngay, tự tại vãng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: người trong nhân gian có khổ của sanh, lão, bệnh, tử. Bốn loại khổ này người thông thường thật không dễ tránh khỏi. Của báo trong thế gian đều không thể giải trừ khổ sanh, lão, bệnh, tử. Nếu muốn giải trừ bốn loại khổ này, một câu A-di-đà Phật này có tác dụng. Một câu A-di-đà Phật này là bảo. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, hoàng lão phu nhân, mẹ của Ngài, còn có Pháp Sư Hải Khánh, sư đệ của Ngài, ba người đều chỉ có khổ của sanh, không có khổ của lão, bệnh, tử. Đây là biểu hiện cho chúng ta xem. Điều kiện thời bấy giờ của Hòa Thượng Hải Hiền cực kỳ gian khổ. Chùa chiền là miếu nhỏ ở nông thôn, hương họ rất ít, toàn bộ dựa vào chính mình vất vả cần cù trồng trọt duy trì nó ấm. Cho nên sau 3 ngày Ngài niệm Phật cho mẹ, đành phải dùng một áo quan tài mỏng mai táng mẹ đơn giản. Ngài là con hiếu, tuy là sự bức bách của hoàn cảnh, nhưng trong tâm Ngài vẫn thường xuyên bất an như ngày nào. Ngài vì việc này cảm thấy hổ thẹn, cho rằng có lỗi với mẹ. 8 năm sau, tình hình chuyển biến tốt rồi. Hòa Thượng Hải Hiền bạn muốn dựng bia cải táng cho mẹ, không ngờ rằng đạo bộ hiện lên, mở quan tài ra không thấy người rồi. Bên trong chỉ có mấy cái đinh lớn dùng đóng quan tài. Trong lịch sử Trung Quốc đã từng có một ví dụ như thế này. Sơ tổ Thiền Tông Trung Quốc Đạt Ma Tổ Sư từ nước Nam Thiên Trúc, cách gọi nước Ấn Độ thời xưa, đến Trung Quốc truyền pháp. Sau khi viên tịch chôn ở Trung Quốc, sau mấy tháng, một người đến từ Tây Vực nói ông ta gặp được Tổ sư Đạt Ma ở Tây Vực. Còn nói Tổ sư Đạt Ma lúc đó một chân mang chiếc giày cỏ, một chân kia đi chân trần. Thời gian này vừa đúng mấy ngày sau khi chôn cất Đạt Ma Tổ sư. Mọi người không tin, ngày ấy đã qua đời rồi, làm sao có thể chạy đi Tây Vực được. Sau đó đạo quan tài lên, mở ra vừa xem, quả nhiên không thấy người đâu. Trong quan tài chỉ có một chiếc giày cỏ. Sau hơn 1000 năm, chúng ta lại gặp được câu chuyện tương tự. Do đó có người nói, mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền có phải là Bồ Tát tái lai hay không? Trên lý nói như thế thì thông, nhưng trên sự không có chứng cứ, chúng ta phàm phu tục tử không có thần thông, không dám đoán liệu. Chương 8: Làm đội trưởng đội sản xuất. Năm 1966, văn hóa đại cách mạng bắt đầu. Hồng vệ binh đến chùa chiền thiêu hủy kinh sách, tượng Phật, phê phán nghiêm khắc, đổ tội cho tăng nhân giải đi diễu hành trên phố, còn ép buộc tăng nhân hoàn tục. Pháp sư Ấn Chí từng gọi Pháp sư Diễn Cường Thiết Cước Tăng. Năm xưa Hòa Thượng Hải Hiền có bị sắp đặt đến đội sản xuất hay không? Pháp sư Diễn Cường
lòng đầy kính phục, không cần suy nghĩ nói ngay. Xuống đội sản xuất thì ngày ấy không có hòn tụ, thời kỳ vắng cách, tăng nhân khắp nơi cả nước đều bị yêu cầu hoàn tụ. Những số ít đó trước sau không chịu, có số người cũng bị thử thách gây go không ít. Lúc bấy giờ Hồng Vệ Binh giao trách nhiệm tăng chúng chùa chiền nhất luật hoàn tục nghiêm quán. Hồng Vệ Binh nói mọi người, trên núi không cần có hòa thượng rồi, muốn về nhà thì về nhà. Hòa thượng Hay Hiền nói, tôi không có nhà, tôi không về nhà, không còn cách nào khác. Hòa thượng Hay Hiền thì bị sắp đặt đến Ngô Gia Loan, đến núi Đồng Bắc tham gia lao động. Ngài làm đội trưởng đội sản xuất, tuy là rời khỏi chùa xuống núi tham gia lao động, ngày trước sau vẫn mặc tăng phục, quyết không hoàn tụ, thật sự là ít thấy và đáng quý. Sau nhiều năm, lúc đệ tử hỏi lão hòa thượng Hải Hiền, bây giờ tại sao kiên quyết không hoàn tục, lão nhân không có đi học này nói, học đạo đương biết tâm là Phật, tu hành nên lấy giới làm thầy, xuất gia mà trở về nhà không bằng không nở hoa. Bây giờ không cho phép niệm Phật thì hòa thượng Hải Hiền âm thầm niệm trong tâm, không cho phép lạy Phật thì ngài âm thầm lạy vào buổi tối. Công phu của ngài không có gián đoạn. Thời gian lao động trong đội sản xuất, do hòa thượng Hải Hiền là người trung hậu lương thiện, đối xử với người hòa hợp êm thấm, mọi người đều mong muốn gần gũi ngài. Lão hòa thượng họ Văn, cho nên mọi người đều thân thiết gọi là Văn Trai Công, ý nghĩa là nói ngài là người ăn chay. Lúc trong đội sản xuất ăn cơm tập thể, trong đồi nếu như có thức ăn mặn, ngài liền ăn rau cải cạnh đồi. Tôi cứ hầm một ít củ cải ăn, tôi cai cái miệng của tôi không ăn mặn. Lão hòa thượng Hải Hiền nói, Trai Công tôi đây, bất luận thế nào không được phép ngã mặn phá giới. Cư sĩ Lưu từng trong lần đi thăm viếng lão hòa thượng hỏi ngài, ngài một đời đều không uống rượu phải hay không? Hòa thượng Hải Hiền nói, rượu thời trẻ đó sao không uống rượu, thời trẻ thích uống rượu. Hòa thượng Hải Hiền hỏi ngược lại rằng, lúc trẻ ở đội sản xuất bạn dọn nhà cho người ta, có thể không uống rượu sao? Cư sĩ Lưu rất hiểu, gật đầu đáp rằng, ồ, không uống rượu không được. Phải mà, một chàng trai bên cạnh nói chen vào, người địa phương thích uống rượu, ở đó có một tập tục, lúc mời khách nếu như chủ nhân uống rượu mà khách được mời không uống là không thể được, là không tôn trọng chủ nhân. Cư sĩ Lưu thuận miệng lại nói một câu tựa như kết luận, ít nhiều cũng uống một chút đúng không? Không ngờ rằng lão hòa thượng Hải Hiền gương mặt tươi cười nói rằng, sắp xỉ một cân còn không đủ tôi uống đó. Tiếng nói vừa dứt, chúng cư sĩ ở hiện trường không nhịn được cùng nhau phá lên cười vui vẻ. Phật giáo là linh hoạt, hòa thượng Hải Hiền uống rượu ở đây là khá duyên, đây không phải là phá giới, ngài là vì mọi người hoan nghỉ, để mọi người hiểu rõ Phật giáo. Giới luật là Phật chế định cho chúng ta, căn bản nhất có sát đạo dâm vọng, bản thân bốn điều này chính là tội. Trong năm giới, một giới sau cùng gọi là không uống rượu, chính việc uống rượu không có lỗi lầm. Cho nên một giới này và bốn giới phía trước không giống nhau, không có tội, tại sao phải đem nó định thành trọng giới vậy? Bởi vì sau khi say rượu loạn tánh sẽ phạm bốn trọng giới phía trước, cho nên giới không uống rượu này gọi là giá giới, tính chất là phòng bị, dự phòng. Trịnh Huyền là đại sư kinh học, những năm cuối nhà Đông Hán được chú thích khắp kinh điển nhà Nho. Trịnh Huyền 300 ly rượu sau khi uống vào
lợi tiết nhỏ nhặt đều không mất, thật là tửu lượng cao. Cho nên thầy Lý Bỉnh Nam năm xưa từng nói với học sinh của thầy, nếu như người người đều có tửu lượng như Trịnh Huyền, giới không uống rượu này của Phật thì có thể không cần rồi. Điều giới lực này là không cần rồi. Khoảng thời gian Hòa Thượng Hải Hiền trong đội sản xuất đó lao động niệm Phật, niệm Phật lao động vẫn như xưa. Những năm đó là không được niệm. Dùng câu của Hòa Thượng Hải Hiền nói, người ta không cho niệm đâu. Bởi vì sao? Toàn là quần chúng. Quý vị dám niệm Phật à? Hòa Thượng Hải Hiền, tất cả hằng thuận chúng sanh không cho niệm Phật thì Ngài âm thầm niệm ở trong tâm, không được phép lạy Phật thì Ngài âm thầm lạy Phật trong đêm. Lúc chăn trâu, sau khi Ngài xua trâu lên đỉnh núi thì tự mình ngồi trên tảng đá niệm Phật. Công khó mỗi ngày của Ngài không gián đoạn. Trên hình thức giảm thiểu một số, nhưng trong tâm không có giảm. Niệm niệm đều là Phật hiệu. Sau khi qua thời kỳ đầu vắng cách, tình hình có phần nới lỏng một ít, Hòa Thượng Hải Hiền bàn rời khỏi đội sản xuất lại trở về chùa. Chương 9: Giáng phục Đại Ngưu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền bất luận làm công việc gì đều hết sức thành thạo, mà còn đặc biệt có trí tuệ. Ngài khi làm đội trưởng đội sản xuất ở trong thôn, đội sản xuất có nuôi một con trâu lớn. Con trâu này cái đầu rất lớn, làm việc làm được rất giỏi, nhưng nó hay cấu. Đang làm việc không muốn làm là không làm, nằm ở đó thì là không ngồi dậy. Ai cũng không có cách làm được gì với nó. Người trong đội sản xuất đều nói muốn đem nó bán đi. Hòa Thượng Hải Hiền nói, đừng bán nó, tôi từ từ thương lượng với nó. Thế nhưng nó không chịu nghe, còn biết thỉnh thoảng giở trò phát cấu. Trâu lớn nằm ở đó chơi xấu không đứng dậy, làm thế nào đấy? Bộ dạng của nó to lớn vậy, dùng gậy đánh đều không dễ sai bảo. Bởi vì cái đầu của nó quả thật là quá to rồi. Thế là Hòa Thượng Hải Hiền bàn nghĩ được một biện pháp. Trâu không phải là đang nằm sao? Hòa Thượng Hải Hiền bàn dùng cái sản sắt đào một cái hố bên dưới cái miệng trâu. Đợi đến sau khi đào ra một cái hố nhỏ, Ngài bàn tự cởi áo ra trải lên hố nhỏ, rồi ra sức kéo đầu trâu ấn vào trong hố. Nhưng đầu trâu lớn như thế, cổ thô như thế, tuyệt nhiên ấn không được. Hòa Thượng Hải Hiền dứt khoát đưa áo lên quấn lại, thì miệng và mũi của trâu toàn bộ bị áo trùm kín rồi. Con trâu lớn này thở không được, thế là vội vàng sổm dậy liền chạy đi. Trâu lớn làm được một chút lại không muốn làm nữa, lại nằm xuống ở đó. Lão Hòa Thượng lại lần nữa lấy sản sắt đi qua, Ngài lại bắt đầu đào hố, sau đó lại cởi áo ra trải lên hố nhỏ, lấy áo quấn lên trên miệng, trên mũi của trâu, thì trâu lớn lại đứng lên chạy đi. Lại sau đó, nó chỉ cần vừa nằm xuống ở đó, Lão Hòa Thượng bàn xách cái sản sắt lấy áo đi về hướng đó. Trâu lớn vừa thấy thì vội vàng đứng dậy bắt đầu làm việc. Nó đã biết đợi đến đào sông hố nhỏ thì nó thở không ra hơi. Câu chuyện này Lão Hòa Thượng đã kể mấy lần cho mọi người nghe. Mỗi lần nó vừa nằm xuống đó thì tôi đi về hướng đó, cầm lấy sản sắt, cầm lấy áo đến trước mặt nó, thì nó bò lên vội vàng chạy rồi. Lão Hòa Thượng hãy kể đến đoạn này, tự mình cũng vui vẻ mà cười. Chương 10: Lão Hòa Thượng và một con mãng xà. Hòa Thượng Hải Hiền một đời tùy duyên tị phận, xưa nay chưa bao giờ làm cho đại chúng khởi một chút phiền não nào. Ngài từ tâm ái vật, chân thành thiện đãi tất cả chúng sanh,
ngài lúc nào cũng đem tiền cúng dường dùng làm chi phí ấn tống kinh sách và phóng sanh. Lão hòa thượng một đời ăn chay phóng sanh, hai việc này đều là đoạn ác tu thiện. Năm xưa ngài ở trên núi Đồng Bách, mỗi lần trước khi bắt đầu lao động đều phải đi lòng vòng ở trên đất một lượt rồi đến một lượt để thông báo côn trùng nhỏ dưới đất cuốc sẻn xuống đất, các côn trùng tránh ra. Sau đó lại niệm một hồi Phật hiệu mới bắt đầu trồng trọt. Thường ngày ở trong ngoài tự viện, chỉ cần hòa thượng hãy hiện, nhìn thấy có loài động vật nhỏ chó mèo, ngài liền sẽ phân những trái cây hoặc thức ăn cúng trên bàn thờ Phật cho chúng ăn, xong dặn dò mọi người đừng đánh chúng nó, đừng làm tổn thương chúng nó. Ngài nói đây đều là chúng sanh giống như người chúng ta không khác, đều có tánh linh. Hòa thượng hãy hiền từ bi đối với động vật nhỏ đều là yêu quý như thế, huống chi là đối với người chứ. Lão hòa thượng lúc thường trú chùa Tháp Viện trên núi Độc Bách, một lần lão hòa thượng lúc đi bộ trên núi nhìn thấy bên đường có một con mãng xà bị một hòn đá to đè chặt không đi được. Con rắn nhỏ này dài khoảng 1 mét, hòn đá là lúc khối núi sạt lở lăn từ trên núi xuống. Lão hòa thượng lấy viên đá ra chỉ thấy con rắn đó đã bị đè đến gần chết không nhúc nhích. Lão hòa thượng sợ nó lại bị người đi đường làm tổn thương, liền kéo nó vào bên đường nơi người ta không dẫm trúng. Lão hòa thượng niệm Phật cho nó, sau khi quy y cho nó xong thì bỏ đi. Về sau con mãng xà này biết định kỳ đến chùa Tháp Viện thăm lão hòa thượng hãy hiện, một năm chung quy có thể đi mấy lần, còn biết ở lại một khoảng thời gian trên tự viện mới rời khỏi. Con rắn này càng lớn càng to, to đến mức nào vậy? To đến thô giống như miệng chén hay ly trà to. Xà nhà trong phòng dài khoảng 4 mét, nó bò lên trên xà nhà, thân hình từ một đầu của xà nhà bắt đến một đầu khác, cái đầu còn có thể phủ xuống. Nó cứ đi thăm lão hòa thượng, bởi vì nó từ nhỏ đã thường đi cho nên lão hòa thượng quen nó, biết đây là con rắn mà ngài từng cứu. Ngài cũng không sợ sệt, con mãng xà này cũng không sợ lão hòa thượng, mỗi lần ở đó chơi một khoảng thời gian không biết lúc nào đó thì đi. Người thường đi chùa Tháp Viện đều gặp qua con mãng xà này không chỉ một lần. Có một lần có một phụ nữ mang thai lẩn tránh sự kiểm tra của ban kế hoạch hóa gia đình, đi đến ở mấy ngày trong chùa Tháp Viện. Một hôm cô ta ra ngoài, lúc trở về vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy con rắn to đó, khiếp đến ngất đi tại chỗ, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại được. Cô ấy không dám ở trong tự viện nữa, bèn vội vàng rời khỏi. Lão hòa thượng nghiêm khắc với bệnh mãng xà một trận, nói với nó không được phép ra ngoài dọa người ta. Mãng xà rất biết nghe lời, về sau lại đến tự viện thì cuộn tròn trên xà nhà một cách hiền lành, không răng gọi đi lung tung nữa. Mãi cho đến sau khi lão hòa thượng đi chùa lái Phật, con mãng xà này mới không đến chùa Tháp Viện nữa. Chương 11: Câu chuyện giữa lão hòa thượng và sói. Lão hòa thượng Hải Hiền xuất gia 92 năm, gặp phải sự việc chỉ là một câu Phật hiệu, không có ý niệm thứ hai. Ngài gặp qua không ít chướng ngại và tai nạn, trong đó một lần nguy hiểm nhất chính là gặp sói ở trên núi. Câu chuyện này là Pháp Sư Ấn Sanh kể trong Pháp Hội Lập Bi kỷ niệm 100 ngày lão hòa thượng Hải Hiền quỷ Tây. 20 mấy năm trước, một ngày lão hòa thượng Hải Hiền đi liều nấm hương thăm Pháp Sư Ấn Sanh, trong tay xách một tảng mật ong núi. Pháp Sư Ấn Sanh hỏi rằng:
mật ong ở đâu ra vậy? Lão hòa thượng bàn kể cho pháp sư nghe một cảnh ngộ lạ lùng của mình. Ngày này lão hòa thượng Ngai Hiền đi giải Gia Hà làm việc, ngang qua Thái Đàm Câu. Trên đường hẹp quanh co, ở vách núi cao dựng đứng một con sói lớn ngẩng mặt đang đứng. Thật là oan gia ngõ hẹp. Lão hòa thượng tin sâu nhân quả, cho nên chẳng hề tránh né, đương nhiên cũng không có chỗ né tránh. Tâm nghĩ, nếu là nợ mạng thì nên đền mạng, chỉ cần ăn tôi đi thì trả xong nợ rồi. Trong miệng ngài chỉ việc niệm Phật. Ai dè con sói này đi đến trước mặt lão hòa thượng, cắn chặt vào ống quần của ngài, cứ kéo ngài đến bên trong ổ sói của sơn động. Lão hòa thượng vừa nhìn thì ra một con sói mẹ khó sanh. Lão hòa thượng hiểu ra con sói đực này không phải muốn ăn ngài, mà là hy vọng được sự giúp đỡ của ngài. Ngài nhắm mắt lại, định tâm lại, bắt đầu niệm Phật hồi hướng. Sau hơn 10 phút, sói mẹ sinh ra một ổ sói con. Sói đực cúi đầu cong mình trước lão hòa thượng, khấu đầu tỏ ý cảm ơn. Thế là lão hòa thượng khai thị cho con sói đực rằng: con phải giảm làm ác, làm nhiều việc thiện, sau này đừng đi vào đường súc sanh nữa, thành tựu Phật đạo tốt biết mấy. Lão hòa thượng không có phân biệt, ngài đối với tất cả chúng sanh đều đối đãi giống như đối với Phật vậy. Ngài có thể buông xuống vạn duyên, dùng một tâm thanh tịnh bình đẳng hành đạo Bồ Tát, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Ngày thứ hai, lão hòa thượng làm xong việc, từ giải Gia Hà quay trở về. Lúc vừa đi đến chỗ đó, phát hiện một con sói đực kia đang đứng đợi ngài ở trên đường nhỏ. Sói đực chặn lão hòa thượng, sau đó từ trong hang cỏ ngậm ra một tảng mật ong núi đặt trước mặt lão hòa thượng, sau đó lại bắt đầu cúi đầu cong mình đối với ngài, một lần nữa bày tỏ cảm ơn. Nói đến đây, lão hòa thượng bảo pháp sư Ấn Sanh nói rằng: Ấn Sanh à, con xem đấy, động vật hoang dã này cũng biết báo ân ha. Pháp sư Ấn Sanh lúc này vừa là xúc động, vừa cảm thấy rung cảm. Pháp sư nói đùa với lão hòa thượng rằng: sư phụ à, thầy là một đồng chí nam, không ngờ rằng lần này còn là bà đỡ đẻ nhé. Lão hòa thượng cũng cười ha ha. Pháp sư Ấn Sanh thời gian quen biết lão hòa thượng Hải Hiền lâu, những việc xảy ra với lão hòa thượng biết nhiều hơn một chút cũng là tự nhiên. Pháp sư nói, năm xưa lão hòa thượng lúc sống ở chùa Tháp Viện, mọi người nhìn thấy lão hòa thượng không biết giảng kinh thuyết pháp, cả ngày chỉ lo lao động, cho nên đối với lão hòa thượng và rất nhiều sự việc phát sinh bên người ngài là chẳng quan tâm, đều không chú ý. Lúc hòa thượng Hải Hiền còn sống, không ai tôn trọng ngài, không ai nghiêm túc phát tâm học tập ngài. Rõ ràng là thánh hiền ứng hóa, mọi người lại đều đối đãi ngài như người bình thường. Mãi đến ngày nay cũng như vậy. Chương 12. Lai Phật Cổ Tự. Chùa Lai Phật nằm ở thôn An Trang, trấn Nhiêu Lương, huyện Sạc Kỳ, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Đất huyện thành Sạc Kỳ có tên Trung Nguyên đời nhất của trấn. Chùa Lai Phật cũng là một ngôi chùa lịch sử văn hóa được tích lũy nhiều năm sâu dày. Căn cứ theo ghi chép trên bi văn, chùa bắt đầu xây vào thời Tùy Đường, trùng xây vào năm 1976. Trước mắt, chùa chiếm giữ diện tích 9 mẫu, trong đó đất trồng trọt là 6 mẫu 5, 21 gian phòng. Trong kim cang quán của đại điện phía đông có tôn tượng thiếp vàng Nhục Thân Bồ Tát Pháp Sư Hải Khánh, đến nay đã cúng phụng hơn 10 năm. Tương truyền vào những năm Tùy Đường, có cư sĩ Vương buôn lương thực trấn Dương Sách đánh xe châu đi trấn Nguyên Đàm bán lương thực, gặp phải ba cụ già đáp xe đi cùng.
đi đến đêm khuya, bạn dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chỉ thấy ba cụ già đã hóa thành ba tôn Phật đá. Các tín đồ vì thế bạn ở ngay nơi đây khởi công xây dựng đạo tràng, lấy tên Lai Phật Tự, ý tức là Phật Đà hóa thân đến nơi này. Một truyền thuyết khác là đương lúc cư sĩ Vương nhìn thấy ba tôn Phật đá ở giữa đường, trên đầu của mỗi một tôn tượng đều đội một thỏi bạc. Cư sĩ Vương bạn dùng ba thỏi bạc này tổ chức tín đồ trong thôn sửa đổi từ đường Vương gia thành chùa chiền, cúng phụng ba tôn Phật tự đến, ba tôn tượng đá. Bởi vì chùa được kiến lập lại từ đường Vương gia, cho nên địa phương cũng có người quản lý nơi này, gọi Vương Đường Miếu. Vì sao lấy tên Lai Phật Tự? Theo đó dùng mãi đến nay. Trước văn hóa đại cách mạng, kiến trúc tự viện khí thế hào hùng, nội viện có bia đá và tùng bách trên ngàn năm, vô cùng trang nghiêm. Tam tôn thạch Phật nổi tiếng xa gần. Thời kỳ giữa những năm thập niên 50 của thế kỷ 20, trụ trì đương thời Pháp sư Ấn Tạng từng làm đại biểu Phật giáo của huyện Tất Dương. Lúc bấy giờ huyện Sa Kỳ chưa thành lập, đi họp hội nghị do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức. Giai đoạn đầu văn hóa đại cách mạng, hồng vệ binh đến tự viện, chúng thiêu hủy kinh sách, thiêu rụi tượng Phật. Ba tôn thạch Phật bị kéo ngã làm vỡ hết. Cây cối trong tự viện cũng bị chặt đốn hết sạch. Cổ thụ, thậm chí ngay cả gốc cũng bị đạo sạch. Tự viện bị hủy đến miếng ngói không còn. Chùa Lai Phật trở thành một nơi bình địa. Các pháp sư của tự viện đều bị sắp xếp đến tham gia lao động ở đội sản xuất. Pháp sư Hải Khánh bấy giờ là trong số đó. Nông dân địa phương, cư sĩ lão hộ pháp tự viện có một ít xót xa cảm thán rằng: há lại không chỉ riêng là bị ép buộc làm việc đơn giản như thế, lúc ấy động một tí thì bị người đổ tội kéo ra giải đi diễu hành trên phố. Ngày nay chúng ta xem khánh công thành tựu thù thắng như vậy, ai biết rằng ngài đã chịu biết bao nhiêu sự sỉ nhục đánh chửi. Trùng kiến Lai Phật Tự. Cuối năm 1976, lão hòa thượng từ núi Đồng Bách vào đến trong thôn nơi chùa Lai Phật thăm pháp sư Hải Khánh, còn đem theo một lá thư pháp sư Hải Viên từ Bắc Kinh gửi về. Trong thư nói văn cách đã kết thúc rồi, chính sách tôn giáo đã hủy bỏ phong tỏa, đạo tràng bị hủy hoại có thể chuẩn bị khôi phục rồi. Mọi người sau khi được tin tức này đều vô cùng hưng phấn, lập tức liền bắt đầu xúc tiến khôi phục chùa Lai Phật. Việc trùng tu tự viện khó khăn trùng trùng, nhiều lần gặp phải nhiều rối rắm, sau cùng mới xây lên mấy gian nhà tranh phía đông. Lúc bấy giờ không có tôn tượng Phật Bồ Tát, đành phải mời một họa sĩ đến vẽ một bức tượng Tây Phương Tam Thánh trên vải bông trắng dùng để cúng phụng. Rất nhiều cư sĩ hộ pháp của Nam Dương và Xã Kỳ hẹn nhau cùng đến chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách lợi thỉnh lão hòa thượng Hải Hiền đến chủ trì đạo tràng chùa Lai Phật. Nhưng lão hòa thượng Hải Hiền lúc đó đang chuẩn bị khôi phục chùa Tháp Viện, thế là ngài phái bốn vị đệ tử đến thường trú chùa Lai Phật trước. Bản thân ngài chỉ là thỉnh thoảng đến ở một khoảng thời gian. Vì sao? Nhiều lần trải qua khó khăn, các vị cư sĩ lại từ tự viện đòi về 7-8 mẫu đất. Thế là ở phía bắc lại xây mấy gian phòng. Chỗ này chính là đại điện ngày nay. Cho nên chùa Lai Phật vẹn vẹn xây đại điện và La Hán điện mỗi nơi đều 3 gian. Mãi đến ngày nay, tượng Phật cúng phụng trong chùa toàn bộ lại là tượng đất sét. Đạo tràng xây rất đơn giản mộc mạc.
có lợi cho việc tu tâm dưỡng đạo. Lão Hòa Thượng Hải Hiền một đời này thật sự là rất thận trọng chắc chắn đối với việc xây cất đạo tràng. Ngài thường nói: không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Khoảng vào năm 1981, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đến thường trú chùa Lái Phật. Mùa thu năm ấy, mọi người đều bắt đầu cày cấy, chuẩn bị trồng lúa mạch. Cư sĩ Vương, người mời Lão Hòa Thượng Hải Hiền chủ trì đạo tràng, một hôm trên đường về nhà, khi ngang qua tự viện, nhìn thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền 81 tuổi và Pháp Sư Hải Khánh 72 tuổi đang bận việc trên đồng. Một người cầm bừa sắt đang đào, một người đang cầm xẻng sắt đang khoét. Ông ấy nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, bèn bảo các ngài nhanh chóng dừng lại. Nhưng Lão Hòa Thượng Hải Hiền lại nói: nếu không nắm vững việc cày xới đất, thế thì sẽ làm dở việc trồng lúa mì rồi. Cư sĩ Vương oán trách rằng: các thầy có công việc gì thì đi tìm tôi, tôi sao có thể để các thầy làm việc khó như vậy chứ. Lão Hòa Thượng nói: các ông cũng là hộ cá nhân, không thể việc gì cũng làm phiền các ông. Cư sĩ Vương cảm động nói: thầy sau này không thể nói vậy nữa, có việc gì nhất định phải đi tìm tôi. Cho dù công việc của chính mình tôi cũng để đó, cũng phải làm xong cho thầy trước hẳn tính. Nếu không thì người ta đều biết là tôi dẫn đầu mời thầy đến đây, kết quả để thầy đến đây chịu khổ rồi, tôi hộ pháp này còn mặt mũi nữa hay không? Quý thầy, ai cũng không được đào thêm nữa, bây giờ tôi về nhà dắt trâu ra đây cày. Nhục thân Bồ Tát. Ngôi chùa nhỏ trong thôn bé nhỏ này tuy xem ra không tạo được sự chú ý, lại xuất hiện hai vị Bồ Tát thật sự. Một vị là Lão Hòa Thượng Hải Hiền, còn có một vị Pháp Sư bất phàm có thành tựu, đó chính là Pháp Sư Hải Khánh. Pháp Sư Hải Khánh cũng giống như Hòa Thượng Hải Hiền, không có đi học, không biết chữ. Hai người có cùng chung một điểm, đó chính là đều là người lão thật, đều là người nghe lời, đều là người thật làm. Pháp Sư Hải Khánh cũng là người Hà Nam, 11 tuổi xuất gia, vào năm 42 tuổi đến thường trú chùa Lai Phật. Ngài chuyên tu tịnh độ, lão thật niệm Phật. Bá tánh xung quanh chùa Lai Phật đều biết Pháp Sư Hải Khánh đối đãi người trung hậu, thật thà, tính tình hiền lành, chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Ngài nói chuyện nói lắp rất nặng, chỉ có lúc đang niệm A Di Đà Phật mới nhả chữ rõ ràng. Pháp Sư Hải Khánh cả đời sống cuộc đời bằng khổ, thế nhưng ngài rất vui vẻ ở trong đạo tràng người khác, không muốn làm những việc nặng, việc nhọc ngài đều làm hết, mà còn làm đến tâm sanh hoan hỷ. Một đời lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lúc ngài còn sống không ai xem trọng ngài, thế nhưng người phàm mắt thịt của thế gian đã nhìn nhầm ngài rồi. Ngài đã đợi lại kim cang bất hoại thân, đây không phải là một người thường có thể làm được. Tháng chạp năm 1991, Pháp Sư Hải Khánh 82 tuổi tự tại sanh Tây. Sau khi ngồi trong chung 6 năm 9 tháng, Lão Hòa Thượng Hải Hiền phát tâm trà tỳ nhập tháp cho ngài. Chung thọ mở ra, chỉ thấy Pháp Sư Hải Khánh ngồi xếp bằng sừng sững, diện mạo như còn sống, thậm chí quần áo trên người cũng không hư hỏi chút nào. Tứ chúng đệ tử liền đem nhục thân thờ cúng trong chùa. Mỗi lần mùng 1, 15, người ta đều đi lễ bái nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh. Nhà nào gặp phải việc khó cũng sẽ đến cầu xin nhục thân Bồ Tát này. Chùa Lai Phật bởi vì xuất hiện nhục thân Bồ Tát, cũng vì thế trở nên hơi náo nhiệt chút. Khoảng trước sau năm 2000, có mấy người từ miền Nam đến, họ tìm đến Lão Hòa Thượng Hải Hiền.
thương lượng với hòa thượng nói: chùa Lãi Phật quá sơ sài, tuổi thân trên nhục thân Bồ Tát rồi. Họ sẵn lòng đưa 50.000 đồng tiền cho chùa, đem nhục thân của pháp sư Hải Khánh mang đến chùa to ở miền Nam thờ cúng. Lão hòa thượng Hải Hiền vô cùng có trí tuệ, ngài không trực tiếp từ chối họ mà nói với họ rằng: tôi không phải ở trong cái chùa này, từ khi khai thiên lập địa không thể đưa ra quyết định được. Các ông đi đến trong thôn tìm cư sĩ Vương Xuân Sanh, chùa là ông ấy chủ trì xây dựng lại đấy, các ông phải thương lượng với ông ấy mới được. Mấy người này rất nghe lời, đi tìm cư sĩ Vương thương lượng. Cư sĩ Vương nghe họ vừa nói như vậy, vừa giận vừa cười, bạn nói với họ: đừng nói đưa 50.000 đồng tiền cho chùa, các ông ngay cả đem 100 đồng đưa chúng tôi kéo về ba xe lửa, đều dùng vàng ròng làm điện đường của chùa Lái Phật, chúng tôi cũng không thể giao nhục thân của Khánh Công cho các ông. Vì sao lại có thêm mấy lần trò hề giống như vậy? Mất trộm gặp cướp, chùa Lái Phật ở dưới thôn, quê nghèo vùng đất hoang, nhiều năm không có người cúng dường, cuộc sống rất bần hàn. Gặp được những ngày lễ khánh đản Phật Bồ Tát, người đến trong chùa nhiều hơn, cung cấp chăn đệm cho mọi người nghỉ ngơi, đều phải vào trong thôn mượn của bá tánh. Khi pháp sư Hải Khánh vãng sanh, trên thân thậm chí không có một chiếc tăng phục hợp chuẩn. Một mặt chùa quanh năm không có nhang đèn cúng dường, mặt khác không ngừng có người đến chùa trộm cắp, mấy văn vật trân quý may mắn còn sót lại bị cắp, trâu cậy bị người ta trộm mất, cái khóa thùng công đức không biết bị người ta nạy qua biết bao nhiêu lần. Lão hòa thượng Hải Hiền những năm ở chùa Lái Phật chịu hết các loại cực khổ, mãi đến 10 mấy năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, tình hình mới có chuyển biến tốt. Nhưng những sự việc tương tự vẫn có lúc phát sinh. Mùa thu năm 2012, lão hòa thượng từ niệm Phật đường ở Nghĩ Ô, Nam Dương trở về. Vừa về đến, ngài liền cầm cái cuốc lên đi ra ruộng. Ba người thanh niên chạy xe gắn máy tìm đến lão hòa thượng, nói muốn đổi một ít tiền lẻ. Lão hòa thượng nói không có. Kết quả, hai người thanh niên trong nhóm giữ chặt lão hòa thượng, một người khác cướp đoạt hết sạch toàn bộ tiền của cư sĩ Nam Dương cúng dường mà lão hòa thượng đang để trong người. Còn có những người không hiểu nhân quả, mượn tiền lão hòa thượng, sau nhiều năm mượn không chịu trả lại. Lão hòa thượng từ bi, lệnh cho pháp sư Ấn Thuyên đi tới hối trả. Nào ngờ, người mượn tiền không những không trả, còn nói năng không khiêm tốn, mắng lão hòa thượng là người sắp xuống lỗ rồi vẫn không quên đòi nợ, tiền này chết rồi còn có thể dùng không? Canh giữ tự viện. Lão hòa thượng Hải Hiền ở chùa Lái Phật sống những ngày tháng an tĩnh mà lại nghèo khó. May mà ngài am hiểu người nông, người lại cần mẫn, ngài thích làm việc, không một ngày nhàn rỗi. Mùa hè năm 2007, có vị tín đồ cùng đến chùa Lái Phật thăm lão hòa thượng Hải Hiền. Cửa chùa đang mở, trong sân không một bóng người. Họ đợi rất lâu, lão hòa thượng mới trở về. Thì ra ngài một mình làm việc trong ruộng đấy. Lão hòa thượng nói: hiện nay tôi sống ở chùa một mình, việc đồng án đến không làm cũng không được, việc đồng án không đợi ai. Nghe câu chuyện của lão hòa thượng, trong lòng mấy người bỗng chốc nặng nề. Hơn 100 tuổi rồi, một mình ở đây kiên trì giữ, còn trồng nhiều ruộng như vậy, bên cạnh ngay cả một người chăm sóc cũng không có. Trời rất nóng, trời trưa còn làm việc trong đồng, trở về còn phải tự nấu cơm, giặt quần áo. Ngay cả một người trẻ tuổi cũng không chịu nổi đó. Mấy người có ý kiến tốt khuyên rằng: ngài 100 tuổi rồi còn mỗi ngày làm lụng vất vả như vậy,
cuối cùng mưu cầu cái gì chứ? Với tư cách của ngài, hoàn toàn có thể đến đạo tràng, điều kiện tốt, bình an sống qua tuổi già đi. Lão hòa thượng nói: người xuất gia nếu giữ không được đạo tràng, chùa của chính mình cũng vứt bỏ, thế còn tu hành cái gì chứ? Chư vị để người ta nói đến, dễ nghe hay không? Hộ khẩu của lão hòa thượng Hải Hiền mãi ở huyện Đồng Bách, ngoài 100 cây số hơn, thế nhưng ngài luôn muốn chuyển hộ khẩu của chính mình đến chùa Lai Phật. Ngài nói bản thân đã sống mấy chục năm ở chùa Lai Phật thì xem như là lá rụng về cội, tôi cũng muốn chuyển hộ khẩu về đây. Năm 2012, tức là một năm trước khi ngài vãng sanh, dưới sự thúc giục nhiều lần, hai vị cư sĩ cùng nhau làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho lão hòa thượng Hải Hiền. Lần đầu đi, do thiếu mất một phần chứng minh của đồn công an thôn Hương Đinh, chỗ chùa Lai Phật, chưa chuyển được trong ngày. Mấy ngày sau đi tiếp mới chuyển hộ khẩu của lão hòa thượng đến được chùa Lai Phật. Lão hòa thượng đã là 111 tuổi, biết được hộ khẩu chuyển về rồi, rất vui mừng nói: tôi sống ở chùa Lai Phật mấy chục năm rồi, hộ khẩu còn ở bên ngoài, tôi sớm thì muốn chuyển hộ khẩu trở về. Như hôm nay cuối cùng mãn nguyện rồi, ngài cười rất vui vẻ như thế. Mùa thu năm 2008, lão hòa thượng trịnh trọng đem chùa Lai Phật ủy thác cho pháp sư Ấn Chí, đệ tử của ngài, về việc quản lý tự viện. Ngài nói với pháp sư Ấn Chí: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Ngài còn căn dặn pháp sư Ấn Chí: không điếc, không mù, không xứng đáng trụ trì. Ý là bảo pháp sư phải nhẫn, phải nhường. Ngôi chùa nhỏ này ở dưới quê rất dễ bị xem thường, không ai muốn ở, cũng không ai đến tranh giành. Người chân chánh tu hành ở đây tâm sẽ an. Lão hòa thượng Hải Hiền ở đây bình bình an an đã sống mấy chục năm, không tranh với người, không cầu với đời. Ngài hoàn toàn dựa vào cuộc sống nghiền nóng, cho nên không cầu ai, không cần thiết ai cúng dường. Lúc vãng sanh thì hiện tướng tốt lành, lấy đây để hóa độ chúng sanh. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, trụ trì chùa Lai Phật, pháp sư Ấn Chí trịnh trọng tuyên bố mấy việc. Thứ nhất, chùa Lai Phật vì triệt để kế thừa gia phong của lão hòa thượng Hải Hiền, sau này sẽ không cho đăng ký, tức là tá túc trong chùa. Cũng chính là nói, bất luận là pháp sư xuất gia hay là cư sĩ tại gia, nếu có ý muốn nghỉ lại ở chùa Lai Phật, cả thảy tự viện đều không tiếp đãi. Thứ hai, nếu có người đến chùa Lai Phật chiêm ngưỡng thánh tích, bao gồm mộ tháp của lão hòa thượng Hải Hiền và nhục thân của pháp sư Hải Khánh, tự viện hoan nghênh, thế nhưng không tiếp nhận tiền của cúng dường. Tự viện hy vọng duy trì gia phong của chính mình, tự mình trồng trọt để duy trì chi phí sinh hoạt của chính mình. Đây là gia phong được hình thành từ lão hòa thượng Hải Hiền 92 năm lao tác không ngơi nghỉ, thực sự là nóng tịnh sông tu. Thứ ba, nếu có phát tâm ghi âm địa quan hoặc ấn tống kinh sách, tự làm chế tác thì được, vui lòng đừng gửi tiền đến chùa Lai Phật. Tự viện không lớn, người xuất gia không đông, hy vọng có thể đợi những người xuất gia tu hành này nhất tâm niệm Phật, đừng làm cho mệt nhọc vì sự việc khác. Sau cùng, đạo phong của chùa Lai Phật là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không tham dự tranh luận nào khác. Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Chùa Lai Phật hiện nay chúng lưu trú khoảng 20 người, kiên trì Phật thất quanh năm, chỉ ngưỡng niệm Phật.
Đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia đều phát nguyện lấy lão hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương, tuân theo đạo phong của lão hòa thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lục hòa đạo tràng, bách nhẫn gia phong, cần lao tiết kiệm, mang Phật pháp thực hiện đầy đủ trong cuộc sống, công việc và xử sự đối người tiếp vật. Chương 13. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Pháp sư Ấn Quang, tổ sư Tịnh Độ Tông Trung Quốc dạy bảo chúng ta, vào thời đại này của chúng ta, đạo tràng càng nhỏ càng tốt, bởi vì không cần bận tâm tiếp đãi, chiếu cố khách, tự mình có thể dụng công. Chùa Lai Phật không lớn, chúng cư trú cũng chỉ có 5 người, có lúc còn kẻ trơn. Ngôi chùa nhỏ giữa thôn này, quanh năm không người đến thắp nhang, không có nhang đèn, không có cúng dường. Cơ sở kinh tế mà ngôi chùa nhờ đó sinh tồn toàn bộ dựa vào nóng canh. Nếu không siêng năng cày cấy, việc sinh sống của chùa đã gặp trắc trở. Một ngày không làm, một ngày không ăn, đây là phong thái thời nhà Đường lưu lại. Người tu đạo chân chính trong gọi từ cổ chí kim, đối với sự ham muốn thụ hưởng vật chất đều vô cùng nhợt nhạt. Phật giáo sau khi truyền đến Trung Quốc, đại sư Bách Trường đời sướng tự cung tự cấp, đời sướng nông canh. Đây là nguồn kinh tế của chùa chiền. Có khởi nguồn này rồi thì người xuất gia có thể không dựa vào tín đồ nữa, không hóa duyên, không quyên góp thì tâm định rồi, không phân duyên nữa. Lão hòa thượng Hải Hiền không biết chữ, công việc cả đời chính là làm việc cày cấy. Pháp sư Ấn Chí nói, sư phụ, cả đời ngài là nông dân thuần tí chân chính, là một lão bá tánh, là một nông dân tận lực. Ngài thật sự một đời không rời khỏi ruộng đất. Nhưng lão hòa thượng hiện ra là tướng xuất gia, hỡi là chùa chiền mà lão hòa thượng thường trú, hoặc Phật đường ngài thường đi, chùa Thiên Phật, chùa Lai Phật, chùa Viên Minh, cư sĩ Lâm Xã Kỳ, niệm Phật đường Nghĩa Ô Nam Dương, Phật đường Lục Phương, đều có rất nhiều nông cụ ngài dùng trong việc của ngài: rìu, búa, cưa, kiềm và cuốc, vân vân, đặt chung với nhau tưởng chừng như bộ sưu tập lớn về dụng cụ. Lão hòa thượng đi đến đâu làm đến đó, thường nghe một câu nói mà người khác mô tả ngài, đó là ngài một ngày từ sáng đến tối đều không có rảnh, mà còn công việc gì cũng làm. Ngài không làm việc này thì làm việc kia. Nếu như nhìn thấy ngài có lúc rảnh thế, nhất định là ngồi ở đó nhỏ tiếng niệm A Di Đà Phật đấy. Năm 2008 đến năm 2009, lão hòa thượng Hải Hiền sống ở chùa Thiên Phật một năm. Một ngày mùa đông năm 2008, lão hòa thượng đang đào một gốc cây rất to trước tự viện. Dưới đất đã được ngài đào một cái hố to rất sâu. Đầy người, đầy mặt lão hòa thượng đều là đất sét. Pháp sư Ấn Hàm trụ trì chùa Thiên Phật bên cạnh ngài nói, sư phụ à, thầy đừng đào thêm nữa, gốc cây lớn như vậy thầy đào đến khi nào chứ? Vứt bỏ ở đó để nó tự ủ nát được rồi. Lão hòa thượng không có dừng tay, ngài vừa tiếp tục đào vừa nói rằng, làm việc gì con đừng sợ làm khó, ta không dừng đào, dù sao vẫn có thể đào lên. Đào lên được có thể đun nấu, đất trống lại có thể trồng rau cải. Con đợi đây, đợi đến nó tự ủ nát. Phải đợi đến khi nào chứ? Lúc này có 3 người thanh niên từ bên ngoài đi vào. Họ là đến thăm lão hòa thượng. Pháp sư Ấn Hàm lắc đầu, bộ dạng không biết làm sao. Thầy ấy quay đầu lại
nói với một người thanh niên quen biết trong số họ, vốn đón ngày ấy về đây để muốn cho ngày ấy hưởng mấy ngày phước yên tĩnh đó. Kết quả lại làm công việc cho tôi rồi. Một ngày đến tối đều không rảnh, khuyên sao ngày ấy cũng không nghe. Tôi thật là không còn cách nào với ngày ấy nữa hết. Vừa nói vừa xoay người đi ra hậu viện. Lão hòa thượng mãi không dừng tay, lúc này quay đầu đi, nhìn hình bóng của pháp sư Ấn Hàm, cười hi hi như một đứa trẻ vậy. Pháp sư Ấn Chí mô tả sư phụ của thầy ấy thật sự đáng yêu. Thầy ấy nói lão hòa thượng được người tôn kính nhất. Lão hòa thượng dáng vẻ đáng yêu đó, dáng vẻ yêu người đó, thật không ngôn ngữ nào tả xiết. Lão hòa thượng đi đến đâu đều không nghỉ ngơi. Có một cái Tết, lão hòa thượng ăn Tết tại chùa Tháp Viện. Sáng mùng một Tết, trời đang tuyết lớn và mạnh, mọi người bỗng phát hiện lão hòa thượng mất tiêu rồi. Các vị pháp sư trong chùa đều rất khẩn trương, lật đật gọi điện thoại cho cư sĩ Vương, chùa Thanh Tuyền, núi Đồng Bách. Pháp sư Ấn Sanh trụ trì chùa Thanh Tuyền và cư sĩ Vương, hai người nghe tin lập tức từ chùa Thanh Tuyền chạy xe vội đến chùa Tháp Viện. Tuyết rơi thật lớn quá, dấu chân người vừa đi qua liền bị tiết phủ trắng xóa ngay. Tuyết trên đất không có lưu lại bất kỳ vết tích nào. Mọi người hoàn toàn không có cách gì phán đoán được lão hòa thượng là đi về hướng nào cả. Một tốp người đã tìm kiếm rất lâu không mục đích, không chút thu hoạch. Lúc này trong lòng mọi người bắt đầu bất an, chỉ lo lão hòa thượng sẽ có sơ suất gì. Họ sốt ruột nhắm hướng đầu núi gọi to tên lão hòa thượng. Đúng lúc mọi người đành chịu bó tay, tình lình phát hiện trên đỉnh núi dường như có một bóng người đang di chuyển xuống núi. Mọi người đều nói đây không thể nào là lão hòa thượng, bởi vì tuyết gió quá lớn, cho dù ngay cả người trẻ tuổi cũng không dám vào lúc này tùy tiện lên trên đỉnh núi, huống chi ngài trên 100 tuổi. Mọi người vừa bàn bạc vừa không chuyện dịch con ngươi dán chặt vào bóng người đó, lo người ấy tan biến trong tầm mắt. Bóng người chậm chậm từ xa đến gần, cuối cùng nhìn rõ ràng rồi, chỉ thấy lão hòa thượng vác trên vai một cây khô to bằng miệng bát, đi đến từ từ mà lại vững vàng. Mọi người cùng chen lên trước đỡ lấy cành cây khô trên vai lão hòa thượng. Lão hòa thượng cười nhìn mọi người khoan khoái nói, đi, chúng ta đi sưởi ấm thôi. Vừa nói rời khỏi rồi, để lại mấy người này ở chỗ cũ trố mắt nhìn nhau một hồi, dở khóc dở cười. Bất kể là gió thổi hay tuyết rơi, lão hòa thượng cứ hễ rảnh rang thì muốn làm việc. Một lần bộ gặt cây cải dầu, đột nhiên mưa xối xả, mọi người đều chạy về hướng cổng lớn của chùa tránh mưa. Lão hòa thượng lại một mình cầm lấy lưỡi liềm chạy vào trong ruộng. Ngày vừa vào đến ruộng, mặt trời đã hiện ra, mưa cũng tạnh rồi. Lão hòa thượng bèn một mình bắt đầu gặt cải dầu. Lão hòa thượng một ngày đến tối không giờ rảnh, ngài luôn có thể tìm ra việc để làm. Một ngày mùa đông năm 2008, trời rất lạnh, một mình lão hòa thượng đang làm việc trước cổng lớn chùa Thiên Phật. Xa xa nhìn thấy một cư sĩ đang chạy xe đến hướng chùa thì cười và chào hỏi cô ta: A Di Đà Phật, trở về rồi, trên đường lạnh báo chóng về nhà nhé. Cư sĩ dừng xe lại hỏi ngài: trời lạnh như vậy sao ngài còn ở đây làm việc chứ? Lão cư sĩ nói: cỏ mọc bên đường này bây giờ làm xong rồi, nhìn lại khó coi, các trẻ con học sinh đi lại cũng không tiện, tôi nghĩ dùng cái xẻng xen bằng cỏ này, sau đó lại phủi quét, vừa dễ đi cũng dễ nhìn nữa. Lão hòa thượng thật sự từ bi với mọi người đến tột cùng. Niệm niệm đều nghĩ cho người khác, không nghĩ cho bản thân. Một ngày không làm,
một ngày không ăn. Ngày sống một ngày thì làm việc một ngày, siêng năng mà làm, một chút cũng không lười nhác, một chút cũng không trốn tránh khó nhọc. Pháp sư Khai Trung, người thường xuyên có cơ hội gần gũi lão hòa thượng, nói: lão hòa thượng có sự cần lao và kiên nhẫn vượt hẳn người thường. Trước cửa phòng võ chùa Thiên Phật mà lão hòa thượng sống, trước đây cũng là con đường mà học sinh đi học và tan học ngang qua. Phía trên trải đầy gạch vụn và đá cứng, rất cứng chắc. Ngài nói: bây giờ con đường này không ai đi nữa, đất trống để không, thế thì tiếc lắm. Thế là tự mình một cuốc một xẻng đào bới gạch đá trên mặt đường. Thật sự là có công mài sắt, có ngày đến kim. Trải qua nhiều ngày lao động không mệt mỏi, con đường nhỏ đã bị bỏ hoang. Mặt đường cứng chắc lạ thường này thật sự đã bị lão hòa thượng sửa sang thành đất nông nghiệp tươi xốp bằng phẳng rồi. Ngài lại tự tay bốc từng hạt giống đậu phộng, sau đó gieo đều vào trong đất. Từ khâu san bằng đất đến gieo hạt, Ngài đều tự mình làm. Trời không phụ lòng người, mùa thu năm ấy đã mừng vui thu hoạch lớn. Phía sau đại điện của chùa còn có một mảnh đất trống rất hẹp, hòa thượng Ngai Hiền cũng lập sâu nhặt kỹ, sau đó trồng xuống một số khoai lang, cũng thu hoạch phấn khởi như vậy. Lão hòa thượng một ngày trước khi vãng sanh, ban ngày vẫn làm việc giống như mọi ngày. Ngài đã làm cả ngày nhổ cỏ, tưới nước, san đất trong vườn rau. Cái gọi là làm một ngày là hòa thượng gõ một ngày chuông. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Lão hòa thượng Hải Hiền thật sự là nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc. Ngài kính sự, kính vật, đối với công việc, kính nghiệp